Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trốn sang Anh bị mổ lấy nội tạng, nghề làm móng ép đi khách buồng sau. Vâng, hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2019, điều tra của nhật báo The Sun, một tờ báo hàng đầu của Anh, đã cho biết một cái thông tin gây sốc tại châu Âu. Đó là những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này còn bị băng đảng mafia đưa bán người cho những tổ chức mổ lấy nội tạng. Và đấy là bài báo đã đăng rất rõ như vậy. Và chúng tôi sẽ chia sẻ cái đường link bài báo đó trong những đoạn video của chúng tôi phát ngay sau đây. Và hình ảnh báo chí đăng tải như sau. Đây là chiến dịch sum up nô lệ kết hợp với co-op để nhấn mạnh hoàn cảnh của một số nô lệ Anh làm việc trong tiệm rửa xe và tiệm nai, trang trại và nhà máy trên khắp vương quốc Anh. Tờ báo nói, chế độ nô lệ có nhiều hình thức khác nhau, nhưng phổ biến nhất là lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục, công việc gia đình và hoạt động tội phạm cưỡng bức. Bộ Nội vụ Anh ước tính rằng có 13.000 người đã bị bắt làm nô lệ tại Anh. Vương quốc Anh đã công nhận 5.145 nạn nhân một cách rất đáng kinh ngạc từ trên 116 quốc gia trong năm 2017, bao gồm cả người lớn đã sử dụng để làm nhiều việc khác, và trong đó có cả những việc như mổ lấy nội tạng mà bọn buôn người đã lừa những người dân này. Thì đây là điều rất đặc biệt, vì các bạn cũng đã biết tại Anh và nhiều nước khác trên thế giới, nhu cầu để cấy ghép cho những cái người có tiền, có điều kiện rất lớn, và rất nhiều người trong cái trường hợp này đã được cảnh sát Anh thống kê, và tờ báo The Sun đăng lại rằng họ cũng đã bị lừa để mổ lấy nội tạng. Và đấy là cái điều mà rất đau lòng, và có lẽ trong số này không loại trừ có những người đến từ Việt Nam. Và thông tin về 39 người chết ngạt và cóng trong container đông lạnh tại Anh đã làm rung chuyển truyền thông châu Âu và quốc tế. Giờ đây, mối quan tâm đối với người Việt Nam lại là số phận của họ khi đặt chân bất hợp pháp tới Anh sẽ ra sao. Và đấy là thông tin mà tờ báo Sun cũng chia sẻ thêm cho các bạn cùng biết. Đây là biểu đồ hành trình từ Việt Nam đưa người chuyển đến Vương quốc Anh với lời hứa hẹn họ có thể được công việc trong mơ và gửi tiền rất nhiều về Việt Nam, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Và nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ hành trình đi từ quê hương Việt Nam, từ Nghệ Tĩnh, từ Hà Tĩnh, từ Nghệ An và rất nhiều vùng khác sang Trung Quốc, và từ đó đến những cái nước của châu Âu rồi đến Anh. Và hoạt động ngầm của các tổ chức tội phạm buôn bán nô lệ người Việt dành cho những người di cư đang tuyệt vọng. Họ phải làm việc 60 giờ một tuần tại các tiệm làm móng ở Anh để trả hết tiền cho những kẻ buôn người, tờ báo viết. Hàng ngàn nô lệ Việt Nam đang làm việc 60 giờ một tuần với số tiền ít hoặc không trả lương trong các tiệm nai chật trội, tức là tiệm làm móng, rất chật trội và không an toàn của Anh. Sau khi bị các băng đảng buôn người lừa đảo, buôn lậu ở đây thì họ đã phải làm để kiếm tiền trả nợ như vậy. Và ước mơ của 39 người mưu cầu cuộc sống nơi nước Anh giờ đây đã trở thành một ác mộng và đau khổ, tờ báo cũng biết. Đây là hình ảnh của Anna Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, sợ rằng đã nằm trong số 39 người di cư được tìm thấy đã chết trong chiếc xe tải ở Essex tuần trước. Cô đã mơ ước được làm việc trong một tiệm làm móng tay ở Anh. Ước mơ cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng tìm thấy nằm chết trần truồng trên xe tải. Thì theo thông báo của cảnh sát Anh, khi khám nghiệm thì thấy hàng chục người nằm chồng lên nhau trong chiếc xe tải đó đã chết, và rất nhiều người mặc rất ít quần áo, thậm chí là không mặc gì. Mặc dù đã phải trả tới 39.000 bảng Anh cho chuyến đi VIP tới Anh, những người di cư thấy mình bị mắc kẹt trong sự kìm kẹt của những kẻ buôn lậu tàn ác, một số phận thậm chí còn bị đẩy vào mại dâm và buôn bán ma túy, tờ báo Anh nói. Giấc mơ lý tưởng của họ về một cuộc sống tốt hơn ở Anh giờ đã bị không còn thể thực hiện được khi 39 di cư được tìm thấy đã chết trong chiếc xe chở người dính đầy máu ở Essex tuần trước, với nhiều người được cho rằng đến từ Việt Nam. Trong số các nạn nhân bị nghi ngờ có cô Anna Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, Nguyễn Đình Lương, 20 tuổi và Nguyễn Đình Tú, 27 tuổi, tất cả đều mơ ước được làm việc trong một trong những tiệm trên tổng số hơn 30.000 tiệm nai làm tiệm làm móng tay tại Anh. Và đấy là điều mà nhiều người mơ ước, và bản thân cô Nhung cũng là một trong những người như vậy, và bây giờ có lẽ họ đã trở thành nạn nhân của buôn người. Và nhiều người Việt Nam không có giấy tờ khi tại Anh
có những cô gái chỉ mới 15 tuổi đã phải bị bọn buôn người làm nhục khi vừa phải làm móng tay cho khách, vừa phải phục vụ nhu cầu tình dục để lấy tiền trả nợ. Và tờ báo Anh cũng đăng rất rõ thông báo của cảnh sát Anh như vậy. Và đây là hình ảnh làm móng tay trong tiệm của người Việt Nam tại Anh. Tuy nhiên, những người di cư Việt Nam đủ may mắn sống sót trong cuộc hành trình thường thấy mình trong điều kiện tồi tệ. Tôi đã kết thúc ngày làm việc rất kéo dài, kiếm tiền cho mình mỗi đêm. Cựu nhân viên làm thẩm mỹ viện, người Việt tâm sự như vậy. Cô sống sót sau hành trình đầy nguy hiểm đến Anh khi cô 15 tuổi và bị buộc phải làm gái mại dâm khi nơi làm việc của cô chuyển sang vào một nhà thổ vào ban đêm. Có nghĩa là tôi đã bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục bởi những người đàn ông khác nhau sẽ đến quán bar làm móng tay. Và cô chia sẻ điều đó có nghĩa khi là ban ngày thì làm tiệm nail, tiệm nail là móng tay, nhưng mà tối đã trở thành một cái nơi để cung cấp dịch vụ tình dục, và cô là một trong người phải phục vụ trong những cái tiệm như vậy. Thì đây là cái sự đau khổ rất lớn của người dân Việt Nam khi phải rời đất nước ra đi, và họ đã phải mưu sinh một cách rất vất vả và bị trả đạp nhân phẩm như vậy. Để giữ cho các nạn nhân trẻ của họ im lặng, các băng đảng thường đe dọa trục xuất. Nạn nhân nói với bạn là bất hợp pháp ở đất nước này, nếu bạn chạy trốn hoặc nói bất cứ điều gì về những điều gì đã xảy ra với bạn thì họ sẽ trục xuất bạn trở về đất nước của bạn. Laura Andre, một người tự của tổ chức từ thiện Every trẻ em được bảo vệ chống buôn bán Vương quốc Anh, nói như vậy về hoàn cảnh khốn cùng của những người Việt Nam đến Anh bất hợp pháp. Và đây là nghiên cứu rất rõ ràng của một tổ chức uy tín tại Anh, và qua những thống kê, qua những cái phỏng vấn và trao đổi với những nạn nhân trực tiếp thì họ đã thấy rằng có nhiều điều rất ghê gớm trong cộng đồng của người Việt Nam tại Anh, đặc biệt là với những người mà không có giấy tờ. Những kẻ buôn người có tổ chức đã dụ dỗ những người dân từ Việt Nam sang Anh Quốc với nhiều hứa hẹn không đúng, để rồi họ phải chịu sự nguy hiểm, tủi nhục và khai thác triệt để trong các trại trồng cần sa bất hợp pháp tại Anh. Đây cũng là một cái hiểm họa rất lớn của nước Anh hiện nay đang phải gánh. Và 18.000 nhập cư lậu châu Âu mỗi năm. Bài báo nói rõ điều đó. Với các tiệm nail bây giờ là tức là tiệm làm móng tay là một dịch vụ chủ lực, nên các đường phố của Anh cung cấp cho ngành làm đẹp nhiều lao động tay nghề thấp. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi nhiều người dân Việt Nam coi nghề này như là một tấm vé cho một cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều này khiến họ trở thành con mồi dễ dàng cho các mạng lưới buôn người hèn hạ. Những kẻ được cho là buôn lậu bất hợp pháp khoảng 18.000 công dân Việt Nam, bao gồm cả trẻ em, đến châu Âu mỗi năm. Và đây thống kê rất rõ ràng. Họ dụ dỗ những nạn nhân tuyệt vọng của họ bằng những lời hứa sai lầm về những công việc béo bở trong các quán làm móng tay, trang trại cần sa để có ngay tiền mặt, đảm bảo cho họ có thể thay đổi vận may của chính họ và gia đình họ. Và đây là ảnh của anh Nguyễn Đình Lương, 20 tuổi, đã nói với gia đình rằng anh dự định làm việc trong một tiệm làm móng tay ở Anh. Và rất nhiều người Việt Nam đã bị lừa như vậy để sang Anh, và cuối cùng các bạn cũng đã thấy những hậu quả mà họ đã chịu. Và trong số 39 người đó đã chết thì có khả năng rất nhiều người đến từ Việt Nam. Và việc phải ra đi bất hợp pháp từ Việt Nam đã để lại vấn đề rất lớn về an ninh trật tự vào các nước, tại các nước châu Âu và đặc biệt là Pháp. Và thông tin và bài báo cho biết thêm, việc buôn bán bệnh hoạn đã trở nên phổ biến đến mức trong thập kỷ qua, một khu lều trại ở miền Bắc nước Pháp đã được mệnh danh là thành phố Việt Nam, dựa trên số lượng lớn người Việt Nam di cư đang chờ đến Anh. Và các bạn nhìn thấy rất rõ, nếu để gần lại thì thấy đây là một số người Việt Nam, 5 người tất cả trong tổng số 13 người mà phóng viên đã phỏng vấn ngày hôm đó. Và họ thấy rằng những người Việt Nam này ở trong những cái lều tạm ở trong rừng của Pháp. Gia đình tôi đã trả tiền cho ai đó và họ đưa tôi đến đây, một người đàn ông Việt Nam tại một trại tị nạn khác nằm ở phía Bắc xa hơn một chút với phóng viên vào hôm Chủ nhật đã nói với phóng viên như vậy. Người dân ở Anh sẽ kiếm cho tôi một công việc khi tôi đến đó. Thật đáng sợ khi tôi thấy những gì đã xảy ra ở Essex, nhưng đó là cơ hội buộc phải nắm lấy và tôi sẵn sàng mạo hiểm cho cuộc sống của mình. Có nghĩa là những người Việt Nam này họ đến đây rồi và họ sẽ tìm mọi cách để họ sang Anh, và họ sẵn sàng mạo hiểm, thậm chí đánh đổi cả tính mạng cho cái đường đi của mình, và họ hy vọng rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhóm tội phạm buôn người xuyên quốc gia đã chào những người Việt Nam này với hai mức giá khác nhau, đó là mức VIP và hoặc là loại cỏ cho cái chuyến đi của hành trình từ Việt Nam sang Anh. Và đây là hình ảnh của bà Hoàng Thị Ái đang giơ điện thoại cho thấy một bức ảnh của con trai của bà mất tích tên là Hoàng Văn Tiếp. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ
có thanh niên rất trẻ và đã trong nhiều ngày qua không liên hệ lại với gia đình, trùng với thời điểm mà chiếc xe đông lạnh đó đã bị phát hiện với 39 xác chết. Những chuyến vượt rừng nguy hiểm. Đối với những người di cư có đủ được tiền tiết kiệm cho cuộc sống, họ có thể mua một chuyến đi VIP với vượt tới Vương quốc Anh, chi phí gần 40.000 bảng Anh, tức là khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Và thông qua một chuyến bay trên hộ chiếu của người khác hoặc một chuyến ngoại giao được chứng nhận tới châu Âu. Hoặc lựa chọn rẻ hơn, cái gọi là cỏ có chi phí lên đến 12.000 bảng Anh, tức là khoảng vài trăm triệu đồng Việt Nam, sẽ trực tiếp phải đi qua những con đường ít người qua lại để sang châu Âu và có thể mất vài tháng và phải đi bộ hàng trăm km bằng đường bộ, cũng như đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Và điều đó chúng ta đã thấy rất rõ rằng là những cái người mà đi trong chuyến container chết vừa rồi thì họ có rất nhiều khả năng, rất nhiều đến từ nhiều nơi khác nhau, và một trong những người đó cũng đến từ Berlin mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu. Và các băng đảng đưa lậu người cũng đã nổi tiếng rất tàn ác, và chúng sẵn sàng giết chết bất cứ người Việt Nam nào nếu đi quá chậm và ảnh hưởng đến hành trình của nhóm vượt biên. Tờ báo Sun cũng nói như vậy, và chúng ta cũng sẽ thêm thông tin thêm là đây là hình ảnh của người dân di cư Việt Nam đang ngồi chơi cờ trong một khu lều trại ở rừng tại Pháp, đợi để được đưa tiếp sang Anh. Họ có thể lựa chọn đi theo gói VIP hoặc gói cỏ. Và để gần làm chúng ta sẽ rất rõ là những người này đang mắc võng trên những cây để ở tạm qua ngày, và điều đó rất nghiêm trọng khi thời tiết mùa đông đã đến và sẽ rất lạnh. Thông thường người di cư lần đầu tiên đến Trung Quốc hoặc Nga trước khi chuyển sang phương Tây. Vào năm 2017, khoảng 43.000 người Việt Nam đã vào Nga với tư cách là khách du lịch, với nhiều người sau đó là đi du lịch đến Tây Âu. Các quốc gia kết nối phổ biến khác bao gồm Pháp, Đức và Ba Lan. Họ đi xuyên qua rừng rậm, rừng và họ bị giữ trong những túp lều bằng gỗ. Luật sư di trú Pankas nói như vậy, mô tả hành trình nguy hiểm điển hình của một người di cư đến Anh. Các băng đảng rất tàn nhẫn, nếu ai đó làm chậm nhóm, những kẻ buôn lậu sẽ giết chúng. Đây là lời chia sẻ của ông luật sư, và điều đó chúng ta thấy rất nghiêm trọng, và chắc chắn rằng trong những cánh rừng như vậy thì sẽ có rất nhiều sinh mạng của người dân Việt Nam đã bị chôn vùi và không thể điều tra được. Đa số nạn nhân trong vụ chết 39 người này được cho rằng đến từ các tỉnh nghèo của Việt Nam. Bài báo cũng viết thêm, các bạn xem rất rõ rằng đây là hình ảnh cánh đồng tại Nghệ An, một trong những tỉnh nghèo tại Việt Nam. Nạn nhân bị nhắm đến ở những vùng nghèo đói và nghèo tại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam nói chung đã giảm nghèo, nhưng không phải tất cả các khu vực đều bị ảnh hưởng như nhau. Vì vậy, phần lớn người di cư đến từ một số tỉnh nghèo. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi mà nhiều nạn nhân có lẽ nằm trong xe tải này bị đông lạnh, vùng quê được giải đầy biển quảng cáo cho các công ty xuất khẩu lao động, quảng bá cho việc được đi học tập hoặc làm việc ở nước ngoài. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều có người thân ở nước ngoài. Bùi Châu địa phương có cháu là Bùi Phan Thắng bị nghi là nằm trong số những người được tìm thấy đã chết tuần trước nói như vậy. Những người trẻ tuổi phải tìm cách làm việc ở nước ngoài vì khó làm việc ở trong nước. Anh cũng chia sẻ thêm. Và các tay buôn người đã bán những người này cho tiệm chủ các tiệm làm móng tay tại Anh, bởi vì họ không có giấy tờ và họ ở đó là bị bóc lột sức lao rất tàn nhẫn và ăn ở trong điều kiện rất tồi tệ. Tờ báo Anh cho biết thêm, đây là hình ảnh làm móng tay trong tiệm của người Việt ở Anh. Các ông chủ salon làm móng đã khai thác triệt để những người đồng hương không có giấy tờ từ Việt Nam. Đối với những người sống sót sau hành trình kinh hoàng đến Anh, cơn ác mộng của họ còn lâu mới kết thúc. Trong khi nhiều tiệm nai và tiệm làm đẹp của đất nước là những doanh nghiệp có uy tín, cảnh sát nói rằng ngành công nghiệp này đã trở thành một điểm nóng của việc khai thác lao động. Khai thác lao động trong các quán làm móng tay là một trong lĩnh vực phổ biến nhất của chế độ nô lệ thời hiện đại ở Anh. Vaktes thuộc cơ quan tội phạm quốc gia NCA nói với các nhân viên của chiến dịch Stamp Out nô lệ của chúng tôi trong năm nay. Đây là cái chia sẻ của cảnh sát. Ông nói thêm, các điều kiện trong cái tiệm thường khá nhỏ và chật chội và có thể có mùi hóa chất rất mạnh. Người chủ những nô lệ này sẽ có mặt ở tiệm nhưng thường đóng vai trò là người đón khách, gặp gỡ và chào khách hàng và thanh toán, trong khi để mắt tới các công nhân. Ngay cả khi sự thay đổi của họ cuối cùng đã kết thúc,
các công nhân không có lối thoát bởi vì họ có xu hướng ngủ trong các phòng ở trên và gắn liền với các tiệm và không có tiền để chi tiêu. Đây là điều mà cảnh sát đã nói. Và chúng ta nhớ lại trong các cuộc chiến tranh tại Việt Nam, những người dân miền Trung nổi tiếng chịu đựng gian khổ, hy sinh, hàng triệu người đã phải bỏ mạng để làm cuộc cách mạng như Xô Viết nghĩa tĩnh, đánh Pháp, Mỹ, bành trướng Bắc Kinh. Cũng tại đây đã sản sinh ra những lãnh tụ cộng sản hàng đầu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từ Nghệ An. Nhưng giờ đây khi Đảng Cộng sản cướp được chính quyền thì những người dân tại các tỉnh này dường như bị đẩy ra khỏi ngoài lề xã hội. Họ phải tự bươn trải để tồn tại trong một đất nước đầy bất an. Mong muốn thân nghèo và đổi đời của con em miền Trung là hết sức chính đáng, nhưng chính quyền đã bỏ quên họ. Quan chức Đảng Cộng sản chỉ lo cho bản thân, tham nhũng và cướp bóc bằng mọi hình thức trên cả nước. Người dân không thể trông đợi gì ở các lãnh đạo này, họ phải tự ra đi để tự lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình mình. Khi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội đầy đau khổ còn tồn tại tại Việt Nam, thì người dân sẽ còn phải nắm tay nhau cùng bỏ đi xa hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận trong video này cũng như chia sẻ để cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi của YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối an lành. Trung Khoa Thời Báo .de.